Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình 60 giây. Chúng ta đang tận hưởng không khí trong lành ấm áp, tràn đầy cảm xúc trong mối giao hòa giữa đất trời và lòng người, ước vọng cho một năm an bình, hạnh phúc. Thưa quý vị, một năm mới lại về, mang theo dự cảm tốt đẹp cho một năm, bắt nguồn từ niềm tin, khí thế và động lực mới. Chương trình 60 giây sáng nay, mùng 4 Tết, xin được mở đầu bằng những thông tin nổi bật sau đây. Hội Hoa Xuân, điểm vui Tết hấp dẫn ở thành phố Hồ Chí Minh. Ung thư vú phát hiện sớm có thể chữa khỏi bệnh hoàn toàn. Xác định được nghi can vụ cướp trạm thu phí Dầu Dây. Lễ hội ánh sáng Shara dự kiến thu hút hơn 1 triệu người theo dõi. Thưa quý vị, cứ dịp Tết đến xuân về, mỗi người Việt chúng ta lại nhớ câu thành ngữ mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy. Và sau những nghi lễ thờ cúng tổ tiên ông bà vào mùng 1, mùng 2, thì đến mùng 3, tức là vào ngày hôm qua, là thời điểm để những người học trò chúc Tết và tri ân tới thầy cô giáo của mình. Là thầy của nhiều thế hệ học trò, nên ý nghĩa của Tết thầy với tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm lại càng sâu sắc hơn. Vì thế, cứ mùng 3 Tết, mọi công việc đều được gác lại để tiến sĩ Lâm đến thăm thầy của mình. Cái việc mà mỗi một con người muốn phát triển được ngoài cái công thành dưỡng dục của cha mẹ, thì cái sự đóng góp, định hướng của ông thầy là rất lớn. Và chúng ta cũng phải giáo dục mọi thế hệ phải biết ơn những người đi trước, những người dưỡng dục, những người dạy dỗ mình. Hay với giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, cứ vào dịp Tết Nguyên Đán, ông lại dành trọn vẹn một ngày để đến thăm giáo sư Đoàn Thiện Thuật, là người thầy mà ông nhớ nhất. Cái truyền thống mà tôn sư trọng đạo ấy, nên đấy là một cái truyền thống rất tốt. Xưa các cụ nói là không có thầy đố mày làm nên. Thời gian dù có trôi, nhưng cốt lõi của đạo lý tôn sư trọng đạo vẫn luôn tồn tại mãi trong tâm thức mỗi người Việt Nam. Nằm ngay khu vực trung tâm thành phố, Hội Hoa Xuân Tao Đàn từ lâu đã trở thành một hoạt động văn hóa đặc sắc truyền thống của thành phố Hồ Chí Minh mỗi dịp Tết đến xuân về. Và năm nay, bên cạnh tạo hình linh vật ấn tượng là những chú heo ngộ nghĩnh đáng yêu, ngay trước cổng thì hình ảnh hoa mai vàng rực rỡ cùng sắc hoa đào như rộn ràng đón chào hàng ngàn lượt du khách đổ về đây tham quan trong những ngày qua. Không phải ai cũng có điều kiện đi chơi xa, có nhiều gia đình vẫn lựa chọn ở lại thành phố thưởng thức các hội hoa xuân để đón Tết. Cái hội hoa xuân là cái hội đặc biệt nhất của Tết. Năm nay nó có sự đổi mới rằng là hoa rất là nhiều, những cái cảnh rất là đẹp và có những cái hoa rất là đặc biệt. Không chỉ người dân thành phố Hồ Chí Minh mà người dân các địa phương khác cũng hẹn nhau về hội hoa xuân Tao Đàn để tham quan, vui chơi, chụp ảnh để cùng lưu lại những khoảnh khắc ý nghĩa trong ngày Tết. Hội hoa xuân hôm nay cũng đẹp. Đã là năm thứ 39 được tổ chức, hội hoa xuân Tao Đàn mỗi năm mang một sắc thái riêng, là điểm du xuân thu hút rất đông người dân và du khách, không chỉ ở những công trình rực rỡ mà còn là ở giá trị nghệ thuật khó nơi nào có được. Với việc trưng bày hơn 3.000 hiện vật là các loài kỳ hoa, dị thảo, cá lạ quy tụ khắp mọi miền đất nước. Đến hẹn lại lên, lễ hội Kháng Hoa Mẫu Đơn Chùa Phật Tích tại Bắc Ninh luôn có một sự thu hút kỳ lạ đối với du khách thập phương. Ngay từ mùng 3 tháng Giêng, hàng ngàn du khách Phật tử đã tìm về đây vừa vãn cảnh chùa vừa cầu tài lộc bình an. Lễ hội Kháng Hoa Mẫu Đơn tại Chùa Phật Tích đã có từ hàng ngàn năm nay. Đây là lễ hội có quy mô lớn và sớm nhất của tỉnh Bắc Ninh. Những ngày này, chùa là điểm dừng chân của hàng ngàn du khách, Phật tử, vừa cầu bình an, vừa dự lễ hội Kháng Hoa đặc biệt nơi đây. Về đây để thưởng ngoạn lễ hội Kháng Hoa, đồng thời là cầu may mắn. Theo tích xưa, Chùa Phật Tích là nơi các nhà sư từ Ấn Độ đặt bước chân đầu tiên đến truyền dạy đạo Phật vào nước ta, rồi xuôi theo dòng sông Dâu, lập nên trung tâm Phật giáo đầu tiên của Đại Việt. Trải qua nhiều biến cố của lịch sử và thời gian, đến nay, chùa vẫn giữ được nét tôn nghiêm và sự linh thiêng. Về đạo với tượng này là rất là nổi tiếng ở tỉnh Bắc Ninh. Gia đình đi là cầu cho là gia đình sức khỏe. Chúng ta gìn giữ lại một cái truyền thống, một cái sự lạc quan của con người, một cái tinh thần tương thân tương ái của người Việt. Lễ hội Kháng Hoa Chùa Phật Tích năm nay sẽ diễn ra đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng cùng với nhiều hoạt động hấp dẫn. Một thông tin vui dành cho những bệnh nhân ung thư. Thưa quý vị, với những bệnh nhân ung thư vú được phát hiện ở giai đoạn sớm đã có thể chữa khỏi bệnh hoàn toàn. Tỷ lệ chữa khỏi căn bệnh này tại Việt Nam lên tới 75%, sánh ngang với Singapore.
cánh cửa tươi mới dành cho bệnh nhân ung thư vú đã được mở ra trong đề tài cụm công trình nghiên cứu dịch tễ học, ứng dụng các tiến bộ mới trong chẩn đoán, điều trị và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh ung thư vú của giáo sư tiến sĩ Trần Văn Thuấn, giám đốc Bệnh viện Ca Trung ương và các cộng sự. Bà Phạm Thị Minh, mặc dù được phát hiện ung thư vú ở giai đoạn 3, nhưng với phương pháp điều trị hiện tại kết hợp với thuốc đã ức chế được khối u, kéo dài thời gian sống của bà lên tới 20 năm. Cái u của tôi nó hơi to, phải truyền trước thì mới được mổ sau. Vâng, thì hiện nay là tôi đã truyền đủ 8 mũi. Theo thống kê, hiện có khoảng 42.188 người đang sống cùng căn bệnh ung thư vú. Ngày nay, ung thư vú có thể sàng lọc, phát hiện và tiên lượng điều trị tốt nếu được chẩn đoán ở giai đoạn sớm. Điều trị bằng phẫu thuật rồi bằng hóa chất thì nó giúp cho bệnh nhân ung thư vú được điều trị khỏi hơn, và cái thời gian sống thêm của bệnh nhân ung thư vú thì cho đến hiện nay là có những bệnh nhân là sống được 15 đến 20 năm. Tất cả các công nghệ hiện đại đều đã được áp dụng thành công, đồng thời thì chúng tôi đã chuyển giao cho các mạng lưới phòng chống ung thư. Để nâng cao chất lượng sống, đề tài cũng xây dựng phác đồ hóa chất bổ trợ kết hợp với chỉ định phẫu thuật bảo tồn và các phương pháp phẫu thuật tạo hình mới với thời gian tiến hành ngắn, khá an toàn, ít tai biến và mang lại tính thẩm mỹ cao. Đa số bệnh nhân đều hài lòng với kết quả điều trị. Thưa quý vị, nhiều phòng khám và bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh đang áp dụng giải pháp công nghệ thông tin tối ưu trong các dịch vụ khám bệnh, chẩn đoán và điều trị. Điều này đang góp phần giảm tải số lượng bệnh nhân chờ để được khám và chữa bệnh. Tuy nhiên, một yếu tố giảm tải khác được xem là mạnh mẽ hơn và mang tính triệt để hơn, đó chính là ứng dụng công nghệ thông tin để giảm tải lưu lượng bệnh nhân đến khám trong một thời điểm, đồng thời xây dựng dữ liệu theo dõi các lần khám chữa bệnh của từng bệnh nhân. Điều này cho phép các thầy thuốc dễ dàng tra cứu và ra quyết định khám chữa bệnh cho bệnh nhân một cách nhanh chóng hơn. Chỉ cần thở đầy hai túi khí này, sau vài phút sẽ có kết quả về virus HP với độ chính xác phát hiện lên tới 98%. Thêm vào đó, những hệ thống xét nghiệm hiện đại nhất, mới nhất giờ đây cho kết quả xét nghiệm phức tạp chỉ sau 1 giờ đang góp phần giảm tải đáng kể ở bệnh viện. Vấn đề tiếp theo để giảm tải đó là điều chỉnh được lưu lượng bệnh nhân và thực hiện số hóa phục vụ công tác tra cứu, theo dõi cho các bác sĩ. Triển khai cái việc đăng ký từ xa qua cái website của bệnh viện hoặc qua cái app được cài trên điện thoại di động. Tôi có một cái thiết bị rất đơn giản, bệnh nhân chỉ cần áp ngón tay lên cái thiết bị quét mã vân tay thì tất cả những thông tin hành chính người bệnh nhân sẽ được kết nối với nhau để giúp cho một cái hồ sơ bệnh án điện tử về sau nó hoàn thiện hơn và giúp cho bác sĩ lâm sàng có một thông tin nó chính xác. Trong tương lai, giải pháp công nghệ thông tin sẽ kết nối dữ liệu các thiết bị xét nghiệm và thầy thuốc thành hệ thống tích hợp hoạt động trên nhiều nền tảng. Điều này sẽ nâng cao tính chính xác, minh bạch và theo thời gian thực của kết quả xét nghiệm, giúp các thầy thuốc đưa ra quyết định chữa trị thích hợp và đúng lúc. Một trong những lĩnh vực chủ chốt của cách mạng 4.0 là trí tuệ nhân tạo, gọi tắt là AI. Theo dự báo, đến năm 2030, trí tuệ nhân tạo AI sẽ tăng lợi nhuận kinh tế thêm 13.000 tỷ đô la Mỹ, đóng góp 1,2% GDP toàn cầu. Tại Việt Nam, cùng với làn sóng khởi nghiệp mạnh mẽ, AI qua nhiều năm nhen nhóm giờ đã đạt được những thành tựu bước đầu nhưng vẫn cần bước đột phá. Theo các chuyên gia, ứng dụng trí tuệ nhân tạo IA ở Việt Nam mới là bước khởi đầu, số lượng doanh nghiệp chưa nhiều, chưa có thành tựu đột phá. Trong khi đó, tiềm năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo ở Việt Nam là rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, nông nghiệp, giao thông. Chúng tôi có thể xây dựng được một cái lộ trình cho những cái tuyến bán hàng, ví dụ như làm thế nào chị có 1.000 đơn hàng, làm sao chị có thể chia cho 40 người giao hàng và làm sao chị có thể tối ưu nó hơn để xuống còn khoảng 30 người giao hàng, và chị có thể học được các cái dữ liệu làm sao để cho các cái tuyến giao hàng càng ngày nó càng trở nên rất là hiệu quả hơn. Big data và phân tích dữ liệu sẽ là một cái ngành mà sẽ tạo ra một cái nền tảng quan trọng cho startup trong cái năm tới. Một loạt những thách thức được đặt ra khi con người tiếp tục khám phá những giới hạn của trí tuệ nhân tạo. Sự gia tăng các hoạt động tiếp thị được tự động hóa bởi AI. Nhờ vậy, doanh nghiệp có thể gia tăng hiệu quả tiếp thị, cũng như giải phóng con người khỏi những công việc mang tính lặp đi lặp lại. Các chuyên gia cho rằng Việt Nam cần có chính sách mở để dễ dàng tiếp cận trong nghiên cứu ứng dụng sản phẩm AI cho người dân, cộng đồng. Các start-up cần chuẩn bị đầy đủ về công nghệ và có khả năng tiếp nhận nguồn tri thức từ bên ngoài. An ninh trật tự trong đêm có gì? Đó là cháy chợ tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, nhiều hàng hóa bị thiêu rụi. Giao thông ùn tắc nghiêm trọng tại Châu Đốc do người dân đi xin lọc miếu bà Chúa Xứ. Thông tin an ninh trật tự, an toàn giao thông.
Chiều hôm qua 7 tháng 2, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết an ninh trật tự trên địa bàn thành phố trong 3 ngày Tết cơ bản ổn định, không có án mạng nghiêm trọng nào xảy ra. Tại một số điểm nóng cờ bạc trước đây như khu vực Sắp Xanh phường 6 quận 8 và xã Bình Hưng huyện Bình Chánh, hầm Chu Tân Tạo quận Bình Tân, cuối đường Nguyễn Thế Sơn phường 5 quận Gò Vấp, nạn đá gà ăn tiền tổ chức đánh bạc quy mô lớn không xảy ra. Dù vậy, ở một số điểm vui chơi giải trí du xuân như đường Khoa Nguyễn Huệ, trước khu viên Đầm Sen, tình trạng trộm điện thoại ví tiền còn xảy ra. Về cháy nổ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết 3 ngày Tết, thành phố không xảy ra cháy lớn, cháy gây hậu quả nghiêm trọng. Về công tác đảm bảo trật tự giao thông, thành phố không xảy ra tai nạn gây chết người. Công an thành phố Hồ Chí Minh dự báo trong những ngày tới, lượng người từ các tỉnh thành trở lại thành phố Hồ Chí Minh mưu sinh làm việc đông, theo đó an ninh trật tự khó lường, nhất là trật tự giao thông. Nhìn chung trong 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, cả nước đã xảy ra 177 vụ tai nạn giao thông, làm chết 112 người, bị thương 150 người, giảm 54 vụ so với cùng kỳ 2018. Xin được cập nhật thông tin về vụ cướp táo tợn tại trạm thu phí dầu dây tỉnh Đồng Nai mà chương trình 60 giây chiều qua đã đưa tin. Bước đầu, cơ quan điều tra đã xác định được hai nghi can gây ra vụ cướp là nhân viên cũ của trạm thu phí. Một đối tượng là NTA, 25 tuổi, ngụ quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, là nhân viên cũ của trạm thu phí Long Phước, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đối tượng còn lại là TA, từ là nhân viên làm việc ở đường cao tốc này. Số tiền các đối tượng cướp được là khoảng 2,2 tỷ đồng. Trong quá trình chạy trốn, hai đối tượng làm rơi một giỏ tiền khoảng 80 triệu đồng. Ngoài ra còn có một số lượng tiền bị rơi vãi tại hiện trường. Hiện công an đang tiến hành truy bắt hai nghi can trên. Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra vào mùng 3 Tết tại chợ cầu Long Thuận thuộc huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, khiến hai kho chứa hàng Tết trong lòng chợ bị thiêu rụi. Vào lúc 17 giờ, khói bốc lên nghi ngút tại dãy nhà kho chứa hàng tạp hóa nằm trong lòng chợ. Trong hai kho chứa lượng lớn hàng hóa nhu yếu phẩm dễ cháy, khiến lửa lan rất nhanh. Phát hiện vụ cháy, nhiều người hô hoán dập lửa nhưng bất thành. Hai xe chữa cháy đã được điều đến hiện trường. Lực lượng chữa cháy đã dùng kìm cộng lực phá ổ khóa để vào bên trong kho dập lửa. Hơn 30 phút sau, ngọn lửa đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không có thương vong. Vụ việc một lần nữa cảnh tỉnh người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm phòng cháy chữa cháy, tránh gây thiệt hại về người và tài sản. Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt quả tang hàng chục đối tượng đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa với số tiền thu giữ lên tới hơn 1 tỷ đồng. Theo thông tin ban đầu, vào chiều qua tại khu phố 3, phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, lực lượng chức năng đã ập vào tụ điểm đang đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa. Lực lượng đã kịp thời khống chế được 21 đối tượng, đồng thời thu giữ một bộ đồ sóc đĩa, gần 20 xe máy và trên 1 tỷ đồng tiền mặt, trong đó trên 270 triệu đồng trên chiếu bạc, trên 500 triệu đồng trong một túi bọc ở cạnh chiếu bạc và trên 300 triệu đồng trong túi các đối tượng. Các đối tượng đã được đưa về trụ sở công an tiếp tục lấy lời khai để điều tra làm rõ vụ việc. Trong những ngày Tết, bạn bè gặp nhau hay người trong gia đình thường có thói quen chơi bài, bầu cua để lấy hên, giải trí và nghĩ rằng sẽ không vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, hành vi đánh bạc bất cứ dưới hình thức nào thì dù với mức tiền nhỏ cũng có thể bị xử lý. Dịp Tết, nhiều hộ gia đình, bạn bè sau khi gặp mặt thường hay tổ chức những sòng bạc nội bộ để chơi cho vui với số tiền cược thấp. Tuy nhiên, nếu tổng số tiền dùng để đánh bạc có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên đã bị xét đến hành vi vi phạm. Tức là nếu 4 người đánh bạc có số tiền mỗi người chỉ từ 500.000 đồng trở lên thì có thể bị xử lý hình sự. Cái người đánh bạc trái phép với số tiền hay là cái hiện vật mà cái giá trị nó từ 5 triệu đồng trở lên hoặc là dưới 5 triệu đồng nhưng mà đã bị xử phạt vi phạm hành chính về cái hành vi này hoặc là cái hành vi tổ chức đánh bạc thì có thể là bị phạt tiền lên đến 100 triệu đồng, rồi thì phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc là phạt tù lên đến 7 năm. Cái trường hợp mà vi phạm ở mức độ nhẹ hơn thì có thể bị phạt hành chính theo cái nghị định số 167 năm 2013 của chính phủ. Việc sát phạt ăn thua sẽ gây ra những hệ lụy nhất định, làm cho những ngày Tết không còn trọn vẹn. Hôm qua 7 tháng 2, nhằm ngày mùng 3 Tết Kỷ Hợi 2019, hàng ngàn người dân từ các nơi đã hành hương về miếu bà Chúa Xứ ở núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang để lễ chùa xin lộc đầu năm. Lễ chùa đã khiến tình hình giao thông ở khu vực thành phố Châu Đốc gần như bị tê liệt. Nhiều người không thể chen vào được khu vực miếu bà, phải dừng lại ven đường nghỉ ngơi, chờ cho dòng người bất đông. Mọi năm, khu vực đường dẫn phía trước và phía sau của thể di tích quốc gia miếu bà Chúa Xứ Núi Sam đều cấm không cho xe ra vào. Nhưng năm nay, lệnh cấm này được dỡ bỏ, khiến tình hình giao thông càng thêm hỗn loạn.
Thành phố Châu Đốc chủ trương miễn thu phí tham quan khu du lịch núi Sam từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 Tết, khiến lượng du khách từ khắp các tỉnh miền Đông và miền Tây Nam Bộ đổ về những ngày này đông nhất từ trước đến nay. Các tuyến đường từ cổng chính Miếu Bà Chúa Núi Sam, đường Phòng, đường Châu Thị Tế đều chật kín người và phương tiện giao thông. Cây cầu vàng trên đỉnh núi Bà Nà, thành phố Đà Nẵng mới được đưa vào khai thác năm 2018. Cây cầu đã được xếp vào một trong 10 cây cầu độc đáo nhất thế giới. Những ngày đầu xuân Kỷ Hợi này, cầu vàng tiếp tục là điểm đến đặc biệt thu hút du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng. Nằm ở vườn thiên thai thuộc khu du lịch Bà Nà Hill, cầu vàng dài 150m với 8 nhịp, tự như một dải lụa vàng vắt ngang lưng trời. Đôi bàn tay rêu phong nâng đỡ cây cầu là điểm nhấn chính, mang lại cảm giác choáng ngợp trước không gian kỳ vĩ. Những ngày đầu xuân này, du khách trong nước và quốc tế vẫn tấp nập check-in cầu vàng. Cây cầu trên đôi bàn tay kỳ vĩ lúc ẩn lúc hiện giữa mây trời khiến du khách không khỏi trầm trồ và quên đi cái lạnh của núi rừng ở độ cao 1.400m. Chúng tôi đã được biết thông tin về cây cầu này trên Internet trước khi bắt đầu chuyến du lịch Việt Nam và quyết định phải đến đây để chiêm ngưỡng và cảm thấy thật tuyệt. Rất đẹp và khung cảnh nhìn từ đây cũng rất tuyệt vời. Với núi non, mây trời và cây cầu tuyệt đẹp này, quá tuyệt vời. Nếu có kế hoạch du xuân tại thành phố đáng sống Đà Nẵng, quý vị đừng bỏ qua điểm check-in cầu vàng nổi tiếng thế giới này nhé. Đua ngựa là môn thể thao truyền thống và rất được yêu thích tại Anh. Nhưng các cuộc đua ngựa năm nay có nguy cơ sẽ không thể diễn ra. Một đợt bùng phát cúm ngựa đã khiến cơ quan đua ngựa nước Anh BHA phải tạm thời hủy bỏ các cuộc đua. BHA đã ra quyết định vào đêm thứ Tư sau khi Quỹ Y tế Động vật xác nhận đã có 3 mẫu thử dương tính với cúm ngựa từ những con ngựa đã được tiêm vaccine và vẫn đang thi đấu. BHA cho biết những con ngựa nhiễm bệnh này đã đua tại trường đua ở Ayr và Ludlow và việc động vật có thể nhiễm bệnh ngay cả khi đã được tiêm chủng là một lo ngại đáng kể. Quyết định hủy các cuộc đua ngựa được đưa ra khi chỉ còn chưa đầy 5 tuần nữa là bắt đầu lễ hội Cheltenham, sự kiện quan trọng trong lịch đua ngựa thường niên ở Anh. Lễ hội này cũng từng bị hủy bỏ hồi năm 2001 vì dịch lở mồm long móng. Hiện chưa rõ việc tạm ngừng các hoạt động đua ngựa phải kéo dài bao lâu. Đến đây thì chúng tôi xin tạm nói lời chia tay với quý vị. Kính chúc quý vị tận hưởng những ngày vui xuân, vui tươi, hạnh phúc và ấm áp. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.